Làm vợ thì của người phụ nữ thường là cái cuộc sống nó cũng có muôn màu, và cái này cũng là một trong những cái cuộc sống đó. Bạn cái chào cái bình ở trong mỗi bữa ăn của người cơ tu có thể là ăn rau hoặc là ăn những cái động vật mà mình nuôi, mà cũng có thể là mình đem đi bắt cá bắt đồ, là người ta phải cần tới cái vợt như thế nào nhỉ? So ladies and gentlemen, you see, not weaving, not weaving, because, no, because, like, because you see the plants. Knitting, like a kind of knitting. Yeah, you see, they the young people are doing the small basket, plastic basket, to carry some animal or some small thing, small stuff. Go fishing or go in hunting, this one. Support the old people. Cái này là người ta tận dụng những cái bao mà nó bị hư, nó bị rách là người ta lấy. Nhưng mà trước đây là thường thường người ta lấy cái này, người ta không lấy bao, là người ta lấy ở cái dây ở trên rừng, là người dân tự họ tự lên và tự lấy và đem về làm. Nhưng mà bây giờ là thay vì lấy những cái dây như đứa, lấy như đứa là cũng được, nhưng cho mà vài không còn cho nụng được, và mình cũng phải tự làm nữa, cái cây nó phải, mình phải trồng nó mới có được. This one come from an original plastic bag to carry some seed, big seed before, but they are broken. Then they get the small seed from that kind of broken bag. So this is all plastic? Plastic string? Yeah, plastic string. But in the old days, they get them from the trees in the forest. Là mỗi người tự đánh cho mình một cái.